Thưa quý vị, mới đây thì một sự việc gây xôn xao dư luận trong lĩnh vực văn hóa giải trí, đó chính là việc một loạt nghệ sĩ đã lên tiếng bị đánh gậy bản quyền khi mà đăng tải sản phẩm âm nhạc do chính mình là tác giả sở hữu lên không gian mạng. Và dư luận cũng đặt ra một câu hỏi là tại sao lại có những đơn vị mà chính người sở hữu bản thu âm không biết hoặc là chưa từng làm việc đi nhận về quyền sở hữu và gắn gậy ngược lại đối với nghệ sĩ, biến những người sở hữu hợp pháp thành người vi phạm. Và thực hư câu chuyện này tồn tại rất là nhiều thời gian nay trong lĩnh vực sản xuất bản quyền âm nhạc. Chỉ có nhân dân mới là người gìn giữ, bảo vệ, tiếp nối cái bản quyền của sản phẩm. DHP Media là một đơn vị mà tôi cũng chả biết ở đâu cả, xong đến nhận vơ tất cả các tác phẩm. Việc vi phạm bản quyền như thế này chính là cái sự chà đạp không chỉ có mồ hôi mà cả xương máu nữa. Bức xúc, khó hiểu, đó là tâm trạng chung của nhiều nghệ sĩ khi chính đứa con tinh thần của mình lại bị một đơn vị mà mình chưa bao giờ làm việc ký kết tố ngược lại vi phạm bản quyền với chính tác giả. Sự việc điển hình gần đây nhất chính là ca khúc Giấc mơ trưa của nhạc sĩ Giáng Son bị BH Media đánh bản quyền âm nhạc khi nữ nghệ sĩ đăng tải ca khúc này trên trang YouTube cá nhân. Cái khiếu nại về bản quyền của BH Media đối với Giấc mơ trưa của tôi là sở hữu, ở đấy ghi là sở hữu bản quyền. Và khi BH Media có cái sở hữu bản quyền đấy thì BH Media sẽ được khai thác và các bạn sẽ lấy được tiền quảng cáo. Tiền quảng cáo sẽ thuộc về BH chứ không phải thuộc về tôi. Thế thành ra là đây là một cái việc mà không đúng. Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, đồng tác giả của ca khúc Giấc mơ trưa cho biết, đây không phải là tác phẩm duy nhất của anh bị BH Media đánh bản quyền. Trước đó, anh đã có tới 2 album và nhiều chương trình nghệ thuật không thể đăng tải trên không gian mạng chỉ bởi những chiếc gậy bản quyền không rõ lý do. Tôi là bị vi phạm là 5 album, là 27 tác phẩm, trong đó có 2 album riêng và 3 album sản xuất chung với M6, là tổng cộng 27 tác phẩm. Và một cái video clip vi phạm ở đây thì là từ cái đơn vị phát hành họ bán hoặc là họ thương lượng thế nào đó với BH Media mà không có sự đồng ý của tác giả. Đỉnh điểm để sự việc tác quyền trên nền tảng số chính là việc BH Media tiếp tục bị tố đánh gậy bản quyền các sản phẩm sử dụng ca khúc Tiến quân ca, quốc ca của Việt Nam do cố nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. Dư luận bức xúc và cho rằng một tác phẩm thiêng liêng của toàn dân tộc đã bị chiếm đoạt trở thành một sản phẩm kinh doanh. Tôi nghe mà tôi nói thật với các anh là tôi thấy một cái chuyện nó vô lý. Nó đã vô lý rồi còn hài hước. Không còn hiểu nó ra làm thế nào cả. Gia đình đã trao bài Tiến quân ca này cho Quốc hội và cho nhân dân. Quốc hội đứng ra nhận làm lễ đàng hoàng và gia đình chúng tôi đã trao cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lúc đó. Chỉ có nhân dân mới là người gìn giữ, bảo vệ, tiếp nối cái bài Tiến quân ca này. Những câu chuyện giờ khóc giờ cười, những thuật ngữ về quyền tác giả, quyền bản ghi, quyền tác phẩm được đưa ra làm cái cớ của đơn vị kinh doanh này càng làm dậy sóng cộng đồng mạng, làm quay cuồng các nghệ sĩ, nhạc sĩ. Để rồi, không chỉ tước đoạt quyền lợi của họ trên môi trường số, sự nhập nhèm trong các giấy tờ ký kết bản quyền của nhiều tác giả do BH Media hợp tác cũng nhận về nhiều khiếu nại. Vì anh nói là đây là cá nhân hợp đồng, các nhân hợp đồng thì cái bản hợp đồng nó phải có trang, số trang, nó đây không có số trang. Nếu mà giấu má thì nó phải có cái giáp lai. Thành thử ra là anh đánh cái trang 2, trang 3, anh về là anh đảo lộn. Thì không có tên nhà thơ được phổ nhạc, không có tác giả phổ thơ, phổ nhạc. Như vậy là chứng tỏ là có cái gì đó nó không đàng hoàng. Và không chỉ dừng lại ở những cái tên trên, hàng loạt các nghệ sĩ, các nhạc sĩ đã lên tiếng với nhiều sự vụ bất hợp lý đến khó tin, để thấy rằng tác quyền âm nhạc trên nền tảng số đã và đang tồn tại nhiều bất cập, cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.